Em xin chào các bác. Hôm nay kênh xe ô tô cũ giá tốt của chúng em đồng hành cùng anh Auto Nhật Linh xin được phép giới thiệu và bán cho các bác một em Daewoo Matiz Zo phiên bản nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc các bác nhé. Xe đẹp với tông màu chủ đạo là màu kem, vàng kem cốm, nhìn rất chi là đẹp. Xe là số tự động với dung tích xi lanh là 0.8, đi khá tiết kiệm nguyên liệu và biển Hà Nội rồi. Và bây giờ thì em đang cùng các bác đi vòng quanh xe để chiêm ngưỡng cái vẻ đều xe và đẹp xe của em nó. Với chiếc xe này thì khá là nhỏ gọn nên các bác có thể đi trong phố quay đầu luồn lách rất tiện dụng, đi đưa đón con đi chợ rất hợp lý cho các bà các mẹ các chị nhá. Và bây giờ thì em cũng xin được phép đi chi tiết về xe để thấy cái độ đều xe nó như thế nào. Đây là cụm mà đèn pha của xe, tuy là phiên bản 2005 nhưng đã có form mới rồi, đèn form mới, có đèn gầm cực kỳ sáng, cả hai bên độ sáng khá là cao. Xe mới chạy có ít thùng đi số, tí nữa em các bác sẽ vào xem chi tiết ở ốp đầu của xe. Xe biển Hà Nội đẹp, vẫn còn nguyên biển bốn số ngày xưa, logo Daewoo rất chi là mới và sáng rõ nét, không chê điểm gì cả. Xe đã có đèn xin nhan sườn, toàn bộ vành đã là vành đúc, nốp thì còn khá là mới theo xe nên khá là yên tâm khi các bác đi đường xa hoặc là đường trường. Những cái cách mở lắm cũng khá là ưu việt để tránh độ chảy xước của xe. Bốn cánh đều như nhau. Đấy, với logo thì kính kép của riêng cho xe, cái cụm đèn cộng của xe thế thôi, khá là tròn trịa như một quả trứng ấy. Đèn khá là sáng trọng, phiên bản Matiz rồi các bác nhé. Và bây giờ đèn gầm xong có hình biết bạn, màu kem cốm này khá là bắt mắt. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác chiêm ngưỡng con cốp sau của xe. Cái cốp này thì chúng ta là phải giật các bạn, giật nhá, giật từ trong này giật ra. Cần những nhân lực có trình độ thực sự để vận hành. Lốp của cốp đây. Vấn đề cốt yếu của ngành hàng hải cũng một phát ăn ngay. Một cái cốp thì cũng khá là mini và nhỏ gọn, có thể là để được một cái vali cỡ chung các bác ạ. Và không gian thì khá là sạch sẽ bắt mắt. Nếu mà các bác muốn mở thêm khoang để sau mắt để dùng hai cái chốt này lên thì cái hàng ghế thứ hai này có thể ngả về phía trước và các bác hạ cái này ra để thêm đồ rất là rộng. Phía dưới này cũng vẫn đầy đủ phụ kiện các bác nhé, gồm có gì, gồm có cụm dự phòng về chất lượng. Đấy. Thị trường quốc tế rộng lớn, giá cước cao lắm, nhưng sức cạnh tranh của đội tàu vận tải còn nguyên zin theo đồ của Hàn Quốc, hợp đồng vận chuyển. Do đó các chính sách hỗ trợ thúc đẩy nâng cao chất lượng cũng như tăng cường hỗ trợ nguồn kinh phí đầu tư những ngành có tốc nghiệp tiếp nhận những người học thực tập trên các tàu biển cần được quan tâm khá là mới hơn hết. Không hề có một chút tác dụng phụ lý nào cả. Các đường keo chỉ của xe cũng nguyên theo nhà sản xuất, chưa mất một phân nào, nên các bác yên tâm về chiếc cúp của em Matiz Zo này. Với giá em nó chỉ có trên 100 triệu một tí là các bác có thể mua được em ô tô nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc mà lại là số tự động các bác, số tự động các bác. Đây, đây là tem của Daewoo nguyên chiếc nên các bác khá là yên tâm luôn. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác đi chiêm ngưỡng qua khoang nội thất của xe xem nó có những cái gì. Đối với phiên bản 2005 này là số tự động và không gian, mọi thứ ghế da cũng như là những lớp da ghế của zin. Nam, ông chị đưa vào hội đấy. Đấy.
Đây là cái zin nha, đang có những độ thoát khí. Khá là đi mua hải sản tươi sống rồi. Mà giờ này vẫn còn ở đây. Ghế sau khá là rộng, dành cho ba người khá là rộng. Nhà bây giờ em bắt vào trong. Chị cũng biết rồi. Tới xếp hàng gì đi hôm qua. Em nên tắt cái loa đi để mình nói chuyện một cách nó chu đáo và chi tiết hơn. Và bây giờ thì em sẽ bật ấy lên, nô lăng, vô lăng, da bọc zin các bác ạ. Có một túi khí nha, mặc một túi khí loa led rất nhiều. Cả hai bên xe em chạy outdoor 5W1, gió điều hòa cực mát, không chê điểm gì cả. Tất cả cửa kính đều là chỉnh cơm, nhưng mà chỉnh khá là chuẩn, không lệch một ly nào cả. Hai kính đều chỉnh cơm hết. Ghế da zin, hai hàng đều còn zin, không bong chóc hay rách nát gì cả. Hộp số tự động cũng 6 cấp các bác nhé, cũng 6 cấp. Hộp số thẳng. Đây, lỗ tai nghe, lỗ nghe điện thoại, tai nghe này. Đây, sạc sủng này, đầu thế này. Tất cả các phím nút hoạt động tốt. Và bây giờ thì em sẽ bật máy lên cho các bác để các bác cảm nhận cái độ mới của xe. Đăng kiểm tháng 9 các bác ạ. Đấy, trần check sạch sẽ, không hề sờn xét gì cả. Này, có cả tì tay, rất sport thể thao. Bây giờ thì em sẽ cùng các bác đi chiêm ngưỡng hàng ghế sau. Những lớp xong, cửa còn khá là mới, độ đàm mùi khá cao, nên đóng cửa rất chi là chắc lịch, cũng như tem của xe còn khá đầy đủ chi tiết để cho các bác cảm nhận được đây chính là phiên bản nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Những con ốc các cửa đều như nhau hết, đều không có tác dụng vật lý nào cả. Với hàng ghế sau khá là rộng rãi, dành cho ba người, các bác thể ngồi rất thoải mái luôn. Ghế zin có lỗ massage thoáng thông, độ cao còn khá là cao, không gian dưới chân thì sạch sẽ. Các bác có thể để đồ trên đây, có một khoảng không gian rất nhỏ để đồ trên đây, dành cho người ngồi sau tuyệt vời. Hai bên sườn là hai cái loa nữa nên nghe khá là hay, tuyệt vời luôn. Xe là phiên bản Roy nên nó có lẹp lóc, nhìn rất sport thể thao. Với giá chỉ hơn 100 triệu, các bác có thể xem xe tại 318 A Nguyễn Xiển, Auto Nhật Minh, trụ cầu T141. Trụ cầu T141 các bác nhé. Bốn cánh cửa như nhau, đẹp xuất sắc, hộp ép nguyên bản, không chê điểm gì cả. Đây, đây cũng là một khoảng không để đồ cho người ngồi ghế phụ, như là không gian để giấy tờ đây. Rất nhiều chỗ để đồ, chỗ để nước khá là tiện ích. Các bác nhìn không, em review khá là chi tiết về em xe này để cho các bác cảm nhận. Chỉ có hơn 100 triệu. Kính chỉnh cơm đây, tuyệt vời luôn, rất chuẩn luôn. Gương zin Hàn Quốc các bác, tuyệt vời, không chê điểm gì cả. Toàn bộ 4 la răng đang đúc, còn khá là mới, không hề không chắc chảy xước cả. Và bây giờ thì em sẽ xin phép cùng các bác đi chân ngôn qua động cơ 0.8 của xe có những gì, đang vận hành ra sao khi mà xe đang bật điều hòa. Đấy, giật một cái là ta đã có thể mở được. Ồ, làm nhẹ lên các bạn thấy không, với máy 0.8 đường keo chỉ còn zin, không hề có một
vẫn phân là cả. Máy hoạt động khá là êm ái, 0.8 các bạn, khá là đều và sạch sẽ. Các bác nhé, bác nào có nguyện vọng mua em Matic Joy phiên bản số tự động 0.8 này thì hãy alo cho em theo số điện thoại 0564039999. Em xin tư vấn giải đáp mọi thắc mắc cũng như nhu cầu sang tên đổi chủ cho bác. Với giá yêu thương của em nó là trên 100 triệu. Với buổi video, em xin chúc sức khỏe bác. Mong các bác giúp like kênh xe ô tô cũ giá tốt của chúng em để được biết thêm những chiếc xe mới về bên em, cũng như chất lượng xe và giá cả xe. Em xin cảm ơn các bác rất nhiều.